các bạn, chào bạn trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu về cái đồng hồ đo pin DC 2.8-30V. Này, trên tay mình đây là đồng hồ. Thì đồng hồ này dùng để đo các thông số của pin như điện áp, dòng tải hay là dung lượng pin còn lại của pin. Và tính năng nữa là dùng để đo trở của tải. Đấy. Thì tất cả các cái thông số đấy sẽ được hiển thị lên cái màn LCD ở đây. Đấy. Thiết bị khá là nhỏ, các bạn có thể tích hợp nó vào các cái hộp điện để theo dõi cái dung lượng pin còn hay hết. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập báo dung lượng pin và xét cái hiệu chỉnh cái đồng hồ, giá trị của đồng hồ này về giá trị chuẩn là 10V 1A. Thì về cái tính năng đo pin thì các bạn có thể đo được pin là pin DC từ 2.8-30V, các bạn cấp vào hai cái chân này, dương này, chân đầu tiên này, âm là chân đây. Thì cái dòng tải các bạn có thể đo giới hạn được là từ 0 đến 10A. Đây, thì là tải các bạn đấu vào đây. Ở trên đây, trên cái đồng hồ này đã có sơ đồ, các bạn chỉ đấu theo này là có thể sử dụng được. Thì cái độ chính xác của cái đồng hồ này là khoảng 2%. Cái độ sai số đấy là 2%. Và thêm một cái nữa là cái đồng hồ này có thể đo được điện trở của tải. Thì giới hạn đo điện trở của tải là từ 0 đến 1 kilo ohm. Bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn thiết lập cái báo dung lượng của pin, tức là báo dung lượng pin thấp và báo dung lượng pin đầy. Thì ở đây mình sẽ cấp nguồn vào cho cái đồng hồ dương này. Các bạn cứ đấu theo đúng cái sơ đồ như ở trên đồng hồ này. Mình sẽ cấp nguồn. Thì ở đây có một cái nút set. Nút set này nó nằm ở bên trong, các bạn có thể dùng tô vít để nhấn. Ở đây mình sẽ tháo ra để thao tác cho nó dễ dàng hơn. Ở đây thì cái đồng hồ này nó có cái đèn nền màn hình, các bạn có thể bật nó lên hoặc là tắt nó đi bằng cái phím set ở đây. Các bạn nhấn là tiếng này, nhấn là bật, nhấn nữa là tắt, mình sẽ bật lên. Thì mình nói qua về cách set cái báo dung lượng pin thấp và báo dung lượng pin đầy. Thì các bạn sẽ giữ cái phím set này khoảng 3 giây thì nó sẽ vào cái chế độ cài đặt báo pin thấp, và đồng thời cái pin ở đây này nó sẽ báo không có cái vạch nào. Và trong cái sau 3 giây đấy các bạn sẽ nhấn nút set để tăng cái giá trị lên. Và khi mà đã cài đặt được cái giá trị phù hợp thì các bạn thả ra trong vòng khoảng 1 giây thì cái màn hình này nó sẽ nhảy sang cái chế độ cài giới hạn báo pin dung lượng đầy. Thì là cái pin này nó sẽ báo là đầy các vạch, đầy đủ các vạch. Và đây là báo điện áp mình sẽ cài đặt, thì cũng cài đặt tương tự như cái báo pin thấp, là các bạn cũng nhấn nút set để tăng lên. Thì nhược điểm của cái đồng hồ này là không có nút giảm, nên là các bạn phải nhấn nút set này tăng lên đến 29 thì nó sẽ quay về 3V. Đấy, thì là cái nhược điểm cài đặt, là nếu bạn cài đặt sai thì bạn phải tăng lên 29 thì nó sẽ quay lại 3. Vì cái thao tác này tự được thực hiện trong 3 đến 4 giây nên là chúng ta phải thao tác nhanh. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt này. Nhấn phím 3 giây. Đây, báo pin thấp này. Mình sẽ sử dụng pin Ultrafine chẳng hạn 3.7 là pin thấp này. Cài ra 1 giây. Bây giờ cài pin cao là 4.3 đi. Rồi ok. Thả ra. Đó. Thì ở đây cái nguồn của mình có thể thay đổi được. Mình sẽ thay đổi để thể hiện là nó sẽ báo pin đầy và pin thấp. Và dung lượng pin ạ. Đây, mình sẽ giảm xuống. Đó, 3.7 là thấp, tăng lên. Đây. Ui, vọt lên sọt 2 rồi. 3.9 này. Tăng lên. 4. Đó, 4.2 là đầy. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo tải, đo trở của tải và đo dòng của tải. Ok. Rồi. Thì bạn cũng đấu
đúng như sơ đồ đây, hai chân giữa là sẽ ra tài. Dương một chút nguồn nữa. Âm ở đây mình đã chuẩn bị một cái đây cái điện trở 5W 20Ω. Các bạn để ý dòng nhá, dòng vào cái đây này, dòng ở cái chỗ này A này, dòng này và đây là báo cái điện trở, đo điện trở của tài. Đó, các bạn có thể thấy dòng lên 0,2A, trên đồng hồ của mình cũng báo là 0,2A và ohm là khoảng 19,9 ohm. Thay ra. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh cái đồng hồ này. Thì đầu tiên mình phải rút nguồn ra và chỉnh cái đồng hồ ở đây về đúng 10V. À, mình cần chuẩn bị thêm một cái điện trở 10W 10Ω và đấu vào cái chỗ dây tải đó. Ok, và các bạn để ý ở chỗ này có hai cái lỗ đây, chứ chỗ V kép này mình sẽ ngắn mạch hai điểm này. Ngắn mạch hai điểm này và cho nguồn vào. Đó. Thì là khi mà cái đồng hồ nó báo bát là ok. Đây, các bạn này đi. Nó sẽ được hiệu chỉnh về đúng 10V và 1A 10Ω. Đó. Thì vì cái nguồn của mình nó nhiều nguồn nó không đảm bảo thì mình sẽ phải hiệu chỉnh cái đồng hồ này hoạt động đúng theo cái nguồn mà cái pin ấy mà mình sử dụng. Đó. Ok. Cách hiệu chỉnh đồng hồ về tiêu chuẩn khá là đơn giản. Rồi. Thì cái video hướng dẫn về cái đồng hồ đo pin của nhóm này là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.